Giá giếng nước có sao không chị? Ok, để mình giải đáp thắc mắc này cho các bạn nha. Giá này là dòng Eva siêu nhẹ này. Các bạn yên tâm là giá này là dòng cao cấp nên là giếng nước không sao cả. Để mình test cho các bạn xem nhé. Đây bọn mình nha, giá của mình á thì là dòng giấy nên thành ra là các bạn cũng hạn chế cái việc mà ngâm nước nha. Ví dụ như mà các bạn đi nước về á thì các bạn chịu khó là phải phơi khô đi rồi mới đi tiếp theo được. Chứ còn mà để ngâm nước thì hàng nhãn keo nó cũng có những cái nhược điểm của nó. Đó. Đây. Mình ra một cái giá cho các bạn xem nha. Nước thì vô tư nhưng mà nếu như các bạn đi nước về thì các bạn bắt buộc là phải phơi khô rồi các bạn mới đi tiếp chứ không được ngâm nước thì ngày này qua ngày khác, như vậy nó sẽ không được bền lắm rồi. Đây. Đó. Đó, vệ sinh rất là đơn giản luôn nha. Bạn nào mà muốn mua hàng thì click vào giỏ hàng nha. Sếp thì hôm nay thấy buồn quá mọi người ạ. Để mình đi hỏi thăm thử xem nhé. Sao anh buồn thế? Giáp bên công ty mình sản xuất ra đẹp mà anh không hiểu tại sao mà không bán được đôi nào ấy mà. Em nghĩ là do đối thủ cạnh tranh ấy, đối thủ nhiều mẫu mã đẹp lắm anh ạ. Mẫu mã đẹp à? Đúng rồi. Đẹp như thế nào em? Anh xem nhé, đây xem đi. Đâu nào? Rồi rồi, thấy công chuyện à. Mon ơi. Dạ. Chữ này chữ gì? Chữ H ạ. Giá của nó bao nhiêu Mon? Giá của nó là 85.000. Dép này cao mấy phân Mon? Dép này cao 4 phân. Đúng rồi. Này chữ gì con? Chữ cờ ạ. Cao bao nhiêu Mon? Cao 2.5 cm. Giá của nó bao nhiêu? 62.000. Mọi người mua hàng nhé Bao. Rõ hàng. Mẹ ơi con thèm sữa. Nhà mình nghèo làm gì có sữa mà uống con. Hay là mẹ nấu cơm lấy nước cho con uống nhé. Nước cơm của con đây. Con cảm ơn mẹ. Hay là mẹ bạn dép kiếm tiền đi. Giới thiệu với các bạn đây là dòng Eva siêu nhẹ cao 4 phân, giá chỉ có 85.000 thôi, phía trước là thêu 16 chữ cái luôn. Phía trong là có một miếng mút êm chân, bạn nào mua hàng thì nhấc vào giỏ hàng ủng hộ hai mẹ con mình nhé.